Xin chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phi Hoàng Channel. Một số quy định bắt buộc người dùng ô tô phải thực hiện trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, thời điểm mà đang cận kề đến dần. Ngày 31 tháng 12 năm 2021 tới đây là hạn cuối cho những người dùng ô tô thực hiện một số quy định về sang tên, đổi chủ ô tô cũ. Đồng thời cũng là hạn cuối để xe kinh doanh vận tải đổi sang biển số màu vàng. Theo quy định tại thông tư số 50 năm 2020 của Bộ Công an về quy định cấp thu hồi đăng ký biển số phương tiện cơ giới đường bộ, xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người nhưng thiếu hoặc không có giấy tờ chuyển quyền sở hữu giải quyết đăng ký sang tên cho thủ tục theo đúng hạn nêu trên đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. Do đó, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người dân đang sở hữu xe không có giấy tờ chuyển nhượng sẽ không được làm thủ tục chuyển tên trong giấy đăng ký kinh doanh, trong đăng ký xe sang tên của mình. Về thủ tục hồ sơ đăng ký sang tên, theo thông tư, người đang sử dụng xe liên hệ với cơ quan đăng ký xe nơi cư trú, xuất trình giấy tờ theo quy định tại điều 9 thông tư 58 và nộp giấy tờ sau: giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký xe theo mẫu số 1, chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định, giấy chứng nhận thu hồi đăng ký biển số xe đối với trường hợp khác tỉnh và ô tô khác điểm đăng ký xe. Hạn cuối để xe kinh doanh vận tải đổi sang biển số màu vàng. Cũng theo thông tư số 58 này, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2020, xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày thông tư này có hiệu lực, trực thực hiện đổi sang tên màu vàng và chữ và các số màu đen trước ngày 31 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, theo Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội, đến thời điểm hiện tại, qua theo dõi lượng xe hoạt động kinh doanh vận tải đến làm thủ tục đổi biển màu vàng còn hạn chế, mà thời hạn đổi biển chỉ còn hơn 2 tháng. Để thực hiện đúng quy định trên, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đề nghị cá nhân tổ chức khẩn trương thực hiện sang tên đổi biển nền vàng cho xe đang hoạt động kinh doanh vận tải trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, tránh tình trạng làm dồn dập, tập trung vào những ngày cuối gây ảnh hưởng đến tiến độ nhận biển mới. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2021, xe hoạt động kinh doanh vận tải không thực hiện đổi biển số màu vàng sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật. Cụ thể, cá nhân sẽ bị phạt từ 2 cho đến 4 triệu đồng, tổ chức doanh nghiệp từ 4 cho đến 8 triệu đồng. Hết hạn giảm phí sử dụng đường bộ. Và ngày 31 tháng 12 năm 2021 cũng là hạn cuối ô tô vận tải được miễn phí sử dụng đường bộ. Trước đó thì thông tư 47 năm 2021 của Bộ Tài chính từng quy định giảm 30% phí sử dụng đường bộ đối với ô tô kinh doanh vận tải hành khách gồm ô tô chở người và các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng, giảm 10% phí sử dụng đường bộ đối với xe tải, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo. Bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm 2022, mức phí sử dụng đường bộ đối với ô tô kinh doanh vận tải trở lại theo mức cũ theo quy định thông tư 293/2016 thông tư Bộ Tài chính. Xe kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát sẽ bị phạt. Nghị định số 10 năm 2020, nghị định chính phủ do chính phủ ban hành, quy định xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 9 chỗ ngồi trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi lưu từ hình ảnh trên xe trong quá trình tham gia giao thông trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Tuy nhiên, chính phủ đã ra nghị quyết 66 quy định lùi thời hạn xử phạt đến hết 31 tháng 12 năm 2021. Trường hợp xe sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 vẫn chưa lắp camera giám sát, các đơn vị đăng ký sẽ từ chối tiếp nhận kiểm định phương tiện. Bên cạnh đó, khi tham gia giao thông, thời điểm sau 31 tháng 12 năm 2021, các phương tiện chưa lắp thì sẽ bị cơ quan lực lượng chức năng xử phạt các phương tiện. Bên cạnh đó, khi tham gia giao thông sau thời điểm 31 tháng 12, các phương tiện chưa sử dụng lắp sẽ bị phát hiện và kiểm tra. Ngoài ra, trường hợp xe có thời hạn đăng kiểm từ ngày nay đến cho 31 tháng 12 năm 2021 nhưng chưa lắp camera giám sát, sau đó lắp trước hạn đăng kiểm tiếp theo và đề nghị bổ sung vào giấy chứng nhận đăng kiểm, có thể phải kiểm định lại toàn bộ phương tiện, phải trả phí lệ phí như kiểm định bình thường. Vì vậy, việc lắp camera giám sát sau khi được kiểm định, được ghi trong giấy chứng nhận còn là căn cứ để xuất trình khi lực lượng chức năng kiểm tra. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phi Hoàng Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này.
Xin chào và hẹn lại.